Chuyện cổ tích thời hiện đại. Sáng Thế Chủ đã tới cõi người. Theo ghi chép trong những cổ thư Phật gia, vũ trụ mênh mang xa xăm không tưởng, các thế giới trong đó cũng muôn hình vạn trạng, kỳ diệu khôn tả xiết. Lại nói, thuở rất xa xưa, từ khi vũ trụ mới được hình thành, các sinh mệnh và vạn vật lần lượt được chư thần sáng tạo nên, cứ thế tất cả sinh tồn phồn vinh trong vũ trụ. Bằng trí huệ to lớn và từ bi quảng đại, ở một nơi rất xa xôi, các vị thần đã sáng tạo nên một hành tinh nhỏ bé nhưng cực kỳ đặc biệt, mang tên Trái Đất. Trái đất ấy là một hành tinh phồn thịnh và tươi đẹp, nhưng lại ngự ở tầng trời thấp nhất trong vũ trụ bao la. Qua tháng năm dài đằng đẵng, những sinh mệnh khi trở nên không còn tốt, không còn phù hợp nữa, liền bị rớt hạt xuống tầng bên dưới. Nếu sinh mệnh ấy lại không tốt, sẽ bị hạ xuống lần nữa. Cứ thế họ bị giáng hạ mãi, cho đến tận tầng trời thấp nhất trong vũ trụ, Trái Đất. Đến Trái Đất, những sinh mệnh kia sẽ tự nhiên mất đi bản lĩnh to lớn vốn có, không còn phép thần thông hay quyền năng của mình. Họ phải trú ngụ và bị giới hạn trong một lớp vỏ thân người. Bởi nguyên nhân ấy, cơ thể người chính là hình hài mới mà các vị thần sáng tạo ra. Cùng với đó, thần cũng sáng tạo ra một hoàn cảnh sinh tồn nơi Trái Đất cho con người. Với tội lỗi to lớn đã phạm, những sinh mệnh ấy lẽ ra đã bị tiêu hủy từ lâu, nhưng với từ bi hồng đại, các vị thần đã cấp thêm một lần cơ hội nữa để họ quay về thế giới của thần. Nơi Trái Đất, loài người bình yên sinh sống hòa hợp cùng đất trời. Họ một lòng kính ngưỡng và biết ơn thần Phật. Nơi đây con người qua các thời kỳ lịch sử vương triều khác nhau, dưới sự hướng dẫn của các giác giả, có vô số người tìm được con đường quay về thiên thượng. Thế nhưng, qua thời gian đằng đẵng, trải luân hồi vạn kiếp, dần dần con người đã quên đi bản thân mình, xa rời tu luyện con đường mà thần đã hướng dẫn họ trở về. Và đáng buồn thay, họ cũng quên rằng bản thân mình đã đến từ thiên thượng. Mỗi vương triều, mỗi vở kịch lịch sử qua đi, con người ngày càng trở nên xấu xa. Danh, lợi, tình nổi lên, che mờ đi tất cả bản tính tốt đẹp khi xưa. Chính khi đó, ma quỷ cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Những ma quỷ ấy muốn hủy hoại con người, muốn con người ngày càng trở nên xấu xa. Như thế, chúng mới có chốn dung thân. Chúng muốn con người không tin vào thần Phật, lãng quên đi tu luyện và từ chối sự bảo hộ từ bi của thần. Kỳ thực, hết thảy sự việc diễn ra trong thời kỳ mạt pháp ở Trái Đất cũng chỉ là kết quả khi toàn bộ khung thể rộng lớn của vũ trụ phía trên đang dần đi đến bước cuối cùng của tiến trình thành trụ hoại diệt. Từ một nơi tối cao trong vũ trụ, vị Phật chủ sáng tạo ra đại khung đã minh tỏ hết thảy. Ngài thấy được tương lai u ám của con người, giả tâm của những thế lực đen tối, và Ngài cũng thấy sự nguy hiểm đang đến gần trong vũ trụ mênh mang. Với lòng từ bi vô hạn, Phật chủ tự mình hạ xuống vô số tầng trời khác nhau. Cuối cùng, đến nơi Trái Đất đầy hiểm ác này, Ngài muốn đánh thức những sinh linh lầm lạc, những đứa con lầm lỗi của Ngài, truyền dạy chính pháp để đón họ trở về.
Ngài cũng muốn sửa chữa lại những điều đã trở nên bại hoại trong vũ trụ. Trong quá trình triền miên khi hạ xuống, ở mỗi tầng trời lại có rất nhiều những vị thần, Phật nguyện ý theo Ngài, trợ giúp Phật chủ chính lại đại khung. Trải qua năm tháng vô tận, những vị thần rất cao trong vũ trụ đều đã chuyển sinh thành người và đợi chờ khoảnh khắc Phật chủ truyền pháp độ nhân. Khi đến thế gian đầy hiểm ác này, tất cả các vị thần sẽ quên mất mình là ai. Vì thế họ từng thề ước với nhau rằng, khi ai thức tỉnh, sẽ toàn lực đánh thức những người còn lại, để tất cả đều có cơ hội hoàn thành đại nguyện, theo Phật chủ trở về nhà. Nhưng, phần lớn họ đều đã phai nhạt đi ký ức về bản thân mình, nên đã rất ít người nhận ra Phật chủ khi Ngài dùng thân người hạ thế truyền pháp. Với những ai nhận ra, họ đã vô cùng chấn động và biết ơn vô hạn. Niềm hạnh phúc ấy không thể nói nên lời. Ma quỷ cũng nhận thấy Phật chủ đang truyền chính pháp, vì thế chúng không từ thủ đoạn nào ngăn cản. Ma quỷ kia cũng nhìn thấy rồi, con người nếu đều tu đại pháp, đều có thể quay về thiên thượng, thì chúng không còn nơi ẩn nấp. Chúng liền tạo ra một đại nạn khủng khiếp chưa từng có trong lịch sử tu luyện xưa nay. Chúng bức hại hàng triệu đệ tử của Phật chủ đang tu tại cõi người. Những ma quỷ ấy đầu độc, mê hoặc và dụ dỗ khiến con người không tin đại pháp, xa lánh và phỉ báng đại pháp tại cõi nhân gian. Thế nhưng các đệ tử của Phật chủ vẫn một lòng tín tâm. Nhưng con người nơi nhân thế thì quả thực không còn nhiều cơ hội nữa. Họ đang phải đối diện với sự hủy diệt dần dần mà không hay biết. Họ mê mờ, tham lam và độc ác với đệ tử đại pháp, với đồng loại của mình, chỉ vì chút danh lợi hư ảo cõi tam giới này. Giữa hồng trần cuồn cuộn ấy, Phật chủ từ bi đã liên tục kéo dài thời gian truyền pháp với hy vọng những sinh mệnh còn lầm lạc có thể có cơ hội quay đầu tu luyện mà trở về. Những đệ tử đại pháp trong ma nạn vẫn đang tận sức trợ giúp sư phụ của họ thức tỉnh chúng sinh. Nhân gian mê lạc, con người dường như rất khó nhận ra Phật chủ, dường như họ không tin vào sự tồn tại của những vị thần vĩ đại. Câu chuyện huy hoàng và bi thương ấy diễn ra trong vũ trụ bao la, nhưng là câu chuyện không phải trong quá khứ hay tương lai. Đó là câu chuyện của nhân loại ngay thời hiện đại này. Nó đang diễn ra và chưa kết thúc. Đại pháp vẫn đang truyền, Phật chủ từ bi vẫn đang đợi. Nhưng thời gian gấp gáp lắm rồi. Con người hãy thức tỉnh, hãy tĩnh tâm xuống, lắng nghe và từ trong đó nhận ra ý nghĩa chân chính của sinh mệnh trong vũ trụ này. Hãy trở về nơi chúng ta từng sinh ra. Đó mới là hạnh phúc thực sự mà chúng ta hằng tìm kiếm. Đại pháp hồng truyền kinh thiên địa, hữu duyên chi sĩ đăng pháp thuyền, pháp luân thường chuyển đại tế thế, chỉ vi giải thoát chúng sinh nan, Phật ân hạo đảng. Đại pháp hồng truyền kinh thiên địa, kẻ sĩ hữu duyên lên pháp thuyền, pháp luân thường chuyển đại cứu thế, chúng sinh trong nạn tìm thấy đường.